Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong một tập mới trên kênh của Mạn Trà Podcast. Trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn phần 2 của luật phân cực. Bạn nào chưa xem phần 1, luật phân cực khi mọi điều không thể đều có thể thì mình sẽ đặt đường link tới video đó ở dưới phần mô tả để bạn tiện theo dõi. Đối với mình thì luật phân cực là một quy luật mà mình cực kỳ yêu thích khi mà nó đã hoàn toàn thay đổi cách nhìn của mình về những vấn đề, về những sự khó khăn ở trong cuộc sống. Khi mà mình thay đổi được cách nhìn của mình về các vấn đề trong cuộc sống thì mình nhận ra rằng mọi vấn đề đến trong cuộc sống thì đều là vì sự phát triển của mình. Và các vấn đề thì đều thật sự là một món quà mà vũ trụ đã gửi tới cho mỗi chúng ta. Cũng nhờ như thế mà mình học được cách thu hoạch được những điều tốt đẹp ở trong những điều tưởng chừng như là xấu ở trong cuộc sống của mình. Vậy thì chúng ta hãy cùng nhắc lại một chút về luật phân cực. Theo luật phân cực, mọi thứ trong vũ trụ đều gồm hai thái cực đối lập. Những thứ tưởng chừng như đối lập nhau thật ra là hai phần không thể tách rời của cùng một sự vật hiện tượng. Chẳng hạn như khi chúng ta nhắc đến nóng và lạnh thì đây là hai thái cực của nhiệt độ. Khi chúng ta nhắc tới nhanh và chậm thì đây là hai thái cực của tốc độ. Và mỗi cực đều có khả năng tiến tới vô hạn. Khi nói rằng nhanh sẽ luôn có nhanh hơn, khi nói rằng chậm sẽ luôn có chậm hơn. Luật phân cực đưa đến cho mình một ý tưởng rất hay trong cuộc sống, đó chính là không có gì là bóng tối cả. Bóng tối chỉ là trạng thái của sự thiếu vắng ánh sáng. Nếu chúng ta có một căn phòng tối và chúng ta muốn căn phòng đó sáng lên thì chúng ta không cần chiến đấu với bóng tối. Chúng ta chỉ cần đơn giản thắp ánh sáng lên thì tự khắc bóng tối sẽ được đẩy lùi. Bóng tối có thật và bóng tối cũng không có thật. Vì bóng tối chỉ là trạng thái của sự thiếu vắng ánh sáng. Ánh sáng có thật và ánh sáng cũng không có thật. Vì ánh sáng chỉ đơn giản là trạng thái của sự thiếu vắng bóng tối. Điều đó có nghĩa là mọi sự thật đều chỉ là một nửa của sự thật. Hay nói cách khác, mọi sự thật đều chỉ là sự thật nửa vời. Nếu nhìn sâu hơn một chút, bạn có thể suy nghĩ về bóng tối như một sự đại diện cho những gì mà chúng ta không thể làm gì được. Chẳng hạn như chúng ta không thể bắt người khác phải cư xử và hành động theo ý muốn của cá nhân mình, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi cách cư xử của mình để chúng ta có thể thay đổi được những gì mà chúng ta nhận được từ người khác. Một cách tương tự thì cũng không có gì là nỗi buồn. Nỗi buồn chỉ đơn giản là trạng thái của sự thiếu vắng niềm vui. Niềm vui và nỗi buồn thực chất là hai thái cực đối lập của cùng một thứ, đó chính là cảm xúc. Niềm vui rung động ở mức có tần số cao, còn nỗi buồn rung động ở mức có tần số thấp hơn. Nếu chúng ta muốn bước ra khỏi nỗi buồn thì chúng ta cũng không cần chiến đấu với nỗi buồn mà chỉ cần mang lại nhiều niềm vui hơn vào trong cuộc sống. Thật ra thì cuộc sống là như thế, nó luôn là một sự song hành giữa niềm vui và nỗi buồn, giữa ngọt và đắng, giữa những điều như ý và bất như ý. Nhưng mà khi chúng ta ở trong một giây phút buồn bã thì điều đó chỉ chứng tỏ rằng là chúng ta đã tập trung vào một thái cực là nỗi buồn mà chúng ta quên mất tập trung vào một cái thái cực khác là niềm vui. Cái sự tập trung của con người nó có một cái đặc điểm, chính là nó chỉ có thể tập trung vào một thứ tại một thời điểm. Có thể trong giây phút này bạn tập trung vào nỗi buồn thì tự nhiên bạn thấy buồn, nhưng sang giây phút tiếp theo bạn tập trung vào một điều làm bạn cảm thấy hạnh phúc thì ngay lập tức bạn cảm thấy vui. Và đây cũng chính là cái lúc mà bạn đã thắp ánh sáng lên, và khi đó thì tự nỗi buồn nó sẽ tan biến. Và nếu bạn có khả năng liên tục tập trung vào niềm vui thì cuộc sống của bạn sẽ được đong đầy bởi niềm vui. Một cái tình huống phổ biến đối với các bạn xem kênh của mình đó là khi mà các bạn chia tay người yêu cũ thì các bạn thường tập trung vào những điều mà các bạn đã mất đi, mà các bạn quên mất những cái điều mình đang có. Một điều căn bản và thiêng liêng nhất mà mình có thể tập trung vào đó chính là tập trung vào hơi thở của mình. Hơi thở là biểu hiện rằng mình vẫn đang sống, mình vẫn đang có sức khỏe và mình còn sống, tức là mình còn hạnh phúc hơn rất là nhiều so với những người mà đang phải tranh giành giữa sự sống và cái chết. Khi mà mình tập trung vào những cái điều tốt đẹp của những cái gì mà mình đang có thì trong lòng mình khởi sinh một cái cảm giác của sự biết ơn.
và lòng biết ơn nó trở thành một phép màu ở trong cuộc sống. Khi mà mình cảm thấy hạnh phúc với những điều mà đang hiện diện ở trong cuộc sống của mình, thay vì mình tập trung vào những gì mà mình đã mất đi hay là những điều mà mình chưa có được. Rõ ràng rằng cuộc sống này đôi khi chúng ta chỉ có một hay là một vài lý do để khóc thì nó đã làm cho chúng ta hoàn toàn quên mất đi chúng ta có 1000 lý do để cười. Và điều này cũng đã từng được người ta minh họa qua một hội chứng gọi là hội chứng ô vuông khuyết thiếu. Theo cái hội chứng này thì bạn hãy tưởng tượng rằng bạn nhìn lên trần nhà. Ở trên trần nhà thì có 100 ô vuông và chỉ có một ô vuông là bị thiếu. Thì lúc này bạn nghĩ rằng cái sự quan sát của mình nó sẽ tập trung vào đâu? Hiển nhiên là mình sẽ tập trung vào duy nhất một cái ô vuông bị thiếu ở trên trần nhà mà mình hoàn toàn mình lãng quên mất 99 cái ô vuông còn lại. Thật ra đây là một phản ứng tự nhiên của con người. Tuy nhiên nó sẽ trở thành một chướng ngại rất lớn, ngăn cản con người có thể sống hạnh phúc. Nếu mà chúng ta liên tục tập trung vào những cái gì mà chúng ta không có vừa ý, tập trung vào những điều chúng ta đã mất đi hay những điều chúng ta chưa có được, thì chúng ta luôn luôn có một cảm giác rằng cuộc sống là không hoàn hảo và bản thân chúng ta cũng là không hoàn hảo. Có vẻ như ở bên trong chúng ta có một điều gì đó thích tập trung vào drama, thích tập trung vào sự tiêu cực hơn là muốn cái sự bình an ở trong tâm hồn mình, trong khi sự bình an thật sự nó không khó khăn đến cái mức như thế. Đối với mình bây giờ chỉ cần một ly nước lọc và ra ngoài ban công ngắm hoàng hôn hay là ngắm bình minh là cũng đủ để có thể chìm đắm vào trong cái khoảnh khắc đó và mình cảm thấy một cái vẻ đẹp, một cái sự an tĩnh. Mình nên tranh thủ cái lúc mà người ta chưa có tính phí để ngắm hoàng hôn hay là ngắm bình minh, đúng không? Thi thoảng lại có những bạn tìm đến mình và tâm sự rằng là bây giờ các bạn chia tay người yêu cũ và các bạn cảm thấy rất là đau đớn và các bạn không thể nào quên được người yêu cũ. Thì nó chỉ đơn giản là mình đang ở trong một cái trạng thái của sự phụ thuộc. Khi mà mình coi người yêu cũ là toàn bộ cuộc sống của mình, coi người yêu cũ là nguồn cơn hạnh phúc của mình. Thế thì bây giờ mình biết rằng là mình có năn nỉ, níu kéo thì nó cũng đã vô ích rồi. Quá khứ nó đã chết rồi các bạn. Và mình phải chấp nhận cái điều đó. Điều mình tập trung vào là mình làm cái gì tốt nhất cho cái phần cuộc sống tiếp theo của mình. Bây giờ cái hướng giải quyết nó rất đơn giản. Đó là mình tìm cách để mình mang lại cái sự độc lập vào cuộc sống của mình. Mình mang lại nhiều niềm vui khác vào cuộc sống của mình, thay vì mình chỉ có một nguồn vui duy nhất là người yêu cũ. Thế thì mình cứ kiên trì đều đặn làm cái điều đó hàng ngày thì sẽ tới một lúc tâm hồn của mình nó dần lành lặn lại và cuộc sống của mình trở nên thú vị hơn rất là nhiều. Với cái thái độ sống tích cực thì có thể mình sẽ đón nhận được những người tốt hơn cả người yêu cũ bước vào cuộc sống của mình. Hoặc cũng có thể người yêu cũ họ nhớ bạn và họ tò mò về bạn và họ muốn quay trở lại bên bạn. Khi mà trong đời sống các bạn có một cái kết quả tốt rồi thì tự nhiên nó sẽ bù đắp hết lại cho mình những cái đau thương. Đấy là lúc mà ánh sáng thắp lên thì bóng tối nó sẽ bị đẩy lùi thôi. Bạn sẽ thậm chí bạn chẳng còn nhớ tới những cái bi kịch sướt mướt mà một ngày nào đó trong cuộc sống mình đã tập trung vào. Cái này là mình nói từ cái trải nghiệm cá nhân nha các bạn. Nỗi buồn nào thì nó cũng sẽ qua thôi. Quan trọng là mình muốn nó qua nhanh hay là nó qua lâu. Và hơn nữa là mình cũng không muốn mang theo những cái nỗi buồn, những cái nỗi bất hạnh đấy vào cái hành lý của mình trong chặng đường đời kế tiếp. Hoặc là bây giờ đến với một tình huống khác. Chẳng hạn như các bạn ở trong một mối quan hệ yêu đương, và thay vì là các bạn lúc nào cũng phải canh gác người yêu của mình, lo lắng và ghen tuông xem là người đó có được vây quanh bởi những cô gái chàng trai khác hay không, thì mình chỉ cần tập trung vào xây dựng cái sự tự tin và sức hút cá nhân của mình là được.
mình sẽ biến cái mối quan hệ của mình nó trở thành một mối quan hệ vui vẻ và tuyệt vời, thì tới lúc đó mình sẽ không phải quan tâm tới bất cứ một cái người thứ ba nào ở ngoài của mối quan hệ. Hoặc là mình cũng có thể bảo với đối phương rằng mình hoàn toàn tin tưởng đối phương, và nếu như có bất kỳ một hành vi của sự phản bội nào xảy ra thì đó sẽ là hồi kết cho mối quan hệ ngay lập tức. Khi mà các bạn dám nói ra như thế thì đối phương họ sẽ cảm thấy nể trọng các bạn. Chứ đôi khi đối phương họ không hề có một cái ý gì với những cô gái chàng trai khác, nhưng mà cái sự ghen tuông của mình nó thể hiện rằng mình thiếu an toàn và thiếu tự tin, và nó làm mất đi cái sức hút của mình, cũng như là mình dồn đối phương vào một cái chân tường vậy. Và như các bạn cũng biết là bất kỳ một điều gì mà chúng ta tập trung vào thì nó sẽ ngày càng mở rộng. Và như một hệ quả, sự ghen tuông thái quá sẽ ngày càng phình to ở trong mối quan hệ, và nó như một liều thuốc độc làm giết chết tình yêu, làm phá hủy tình yêu. Trong khi lẽ ra sự ghen tuông nó chỉ nên dừng lại ở mức độ là một gia vị khiến cho tình yêu mới mẻ hơn mà thôi. Nhưng mà nói chung mọi người thường chọn đi con đường dễ dàng theo bản năng thông thường, tức là chống lại những cảm giác khó chịu trong lòng mình bằng cách phóng ra những sự ghen tuông. Đấy là một cái dạng của việc đánh nhau với bóng tối nhưng lại hy vọng tình hình sẽ sáng sủa. Trong khi thắp lên ánh sáng ở đây là nâng cao sức hút, nâng cao lòng tự trọng, cải thiện mối quan hệ thì mọi người không muốn làm, bởi vì nó khó hơn so với việc trách móc và phán xét đối phương. Thật ra nó chỉ khó hơn nhau một chút thôi, nhưng nó lại vô cùng hiệu quả về lâu về dài, và nó tốt cho sự phát triển cá nhân của bạn. Có ai là thành tựu bằng cách làm những việc dễ dàng đâu. Các bạn sẽ thấy một điều ở đây là khi chúng ta đưa ra một sự lựa chọn dễ dàng thì chúng ta sẽ nhận được một kết quả khó khăn, và ngược lại khi chúng ta chọn làm một điều khó khăn thì có thể chúng ta sẽ nhận được một kết quả dễ dàng. Và điều đó càng cho thấy quy luật phân cực biểu hiện một cách rất mạnh mẽ ở trong cuộc sống. Mà nếu như chúng ta không có ý thức thì chúng ta không thể nào đưa ra được những sự lựa chọn sáng suốt được. Khi mà các bạn xem kênh của mình thì có thể các bạn sẽ cho rằng mình cũng là một người khá là lạc quan và tích cực ở trong cuộc sống đấy. Mình đoán là như vậy. Nhưng có một điều mà các bạn không biết là một số năm về trước thật ra mình khá là tiêu cực. Mình không phải là người quá tiêu cực nhưng mình khá là bi quan về cuộc sống. Nhưng mà từ khi mình bắt đầu đi trên con đường của sự học hỏi thì ánh sáng của sự hiểu biết đã chiếu vào nhận thức của mình, và nó đã đẩy lùi sự u ám và tăm tối ở bên trong con người mình. Dĩ nhiên thì mình sẽ chẳng bao giờ có thể nói rằng tôi đã đạt tới đỉnh của sự lạc quan và tích cực, bởi vì như các bạn cũng biết là hai thái cực của một sự vật hiện tượng nào đó luôn tiến về vô cực. Bạn chỉ có thể tích cực và lạc quan hơn ngày hôm qua một chút mà thôi, chứ không bao giờ có chuyện bạn đã đạt tới sự lạc quan và tích cực nhất của mình. Mỗi ngày mình cố gắng một chút để mở rộng nhận thức của mình ra, cho ánh sáng của sự hiểu biết tràn vào, thì tới một ngày bạn nhìn lại, sau một khoảng thời gian, có thể là vài năm gì đó, bạn sẽ không còn nhận ra chính con người mình của ngày hôm qua nữa. Nhưng điều này các bạn phải chủ động làm cho mình. Thật ra trong cuộc sống này, những điều sáng sủa và tốt đẹp như là niềm vui, hạnh phúc, sự thịnh vượng thì chúng khá là nhút nhát, và bạn sẽ cần phải tìm hiểu và chinh phục chúng như là chinh phục người yêu vậy. Còn những điều mà tối tăm, tồi tệ như là bất hạnh, nghèo khổ, bệnh tật thì bạn không cần cố gắng gì cả, nó cũng sẽ tự tìm đến với mình. Đơn giản là bởi vì nơi nào không có ánh sáng thì bóng tối sẽ tràn vào thôi. Để trở thành thỏi nam châm thu hút những điều tích cực thì nó mới khó. Còn để trở thành nam châm thu hút những điều rắc rối thì bạn không cần làm gì cả. Bạn chỉ cần ngồi không, tự buông thả bản thân mình theo những cảm xúc dễ dãi và hành xử theo bản năng thì các rắc rối và vấn đề sẽ tự tìm đến mình thôi. Rõ ràng là khi chúng ta sinh ra thì chúng ta không có cần được dạy về sự giận dữ, và chúng ta vẫn có thể dễ dàng biết giận dữ.
Nhưng để có thể có được sự bình tĩnh và sự vững vàng thì chúng ta buộc phải trau dồi cho chính bản thân mình. Hoặc chúng ta không năng vận động một cái là y như rằng chúng ta sẽ dễ dàng bị béo ở phần bụng ngay. Cuộc sống nó chính là như vậy. Thiếu ánh sáng thì ngay lập tức bóng tối sẽ xuất hiện. Điều này nó là một điều hiển nhiên và dễ dàng để hiểu, đúng không các bạn? Một bí quyết cực kỳ quan trọng nữa khi các bạn áp dụng luật phân cực chính là bạn hãy coi mọi điều đến với bạn trong cuộc sống đều là một phước lành, dù nó có thể là một điều bất như ý với bạn ở thời điểm hiện tại. Thế thì đời sống sẽ là một mùa xuân bất tận của phước lành. Thực chất thì mọi thứ trong vũ trụ chỉ đơn giản là chính nó. Không có tình huống, kết quả hay hoàn cảnh nào là tốt hay xấu. Tốt hay xấu không gì hơn là ý nghĩa mà bạn đã quyết định gán cho tình huống đó. Khi bạn gán ý nghĩa cho một tình huống bất như ý là một món quà trong đời, thì bạn sẽ bắt đầu thu hoạch được những bài học, những quả ngọt ở trong tình huống đó. Ngày hôm nay có thể bạn chia tay với người yêu cũ, bạn vô cùng đau đớn, nhưng bạn không hiểu rằng thất bại lần này đã cho bạn những kinh nghiệm quý giá để bạn không bao giờ mắc phải những sai lầm đó với người định mệnh của mình ở trong tương lai, và để bạn có hạnh phúc lâu dài mãi mãi về sau hơn là bạn cố ở lại trong một mối quan hệ mà nó giống như là một đôi giày không vừa chân vậy. Khi bạn dán nhãn một tình huống tiêu cực là một phước lành, bạn cũng đang đồng thời kích hoạt các quy luật khác của vũ trụ, chẳng hạn như bạn đang kích hoạt luật tương ứng, trong thế nào, ngoài thế ấy, trên thế nào, dưới thế ấy. Bên trong bạn cảm thấy phước lành thì thế giới bên ngoài cũng sẽ biểu hiện ra thành phước lành. Hoặc bạn cũng đang kích hoạt luật nhân quả. Khi bạn gán ý nghĩa cho một sự việc là một phước lành thì bạn đang gieo xuống một cái nhân phước lành xung quanh sự việc đó. Và cái nhân đó nó sẽ trổ ra rất nhiều những hoa trái phước lành hơn những gì mà bạn có thể tưởng tượng được. Nhưng bạn phải kiên định nuôi dưỡng và tưới nước cho cái ý tưởng đó cho tới khi bạn nhìn thấy điều tốt đẹp xảy ra ở trong đời. Giống như bạn có thể trải qua một cơn bệnh nặng và từ đó bạn chưa bao giờ quý trọng sức khỏe của mình đến thế, và cũng có thể từ biến cố đó nó thúc đẩy bạn trở thành một chuyên gia về lối sống lành mạnh, về dinh dưỡng, và cùng lúc đó bạn tìm thấy ý nghĩa của cuộc đời mình. Mình tin chắc chắn rằng có lẽ một lần trong đời bạn không xem những điều tồi tệ là những điều tồi tệ, và rồi bạn thật sự trải nghiệm được tất cả những gì tuyệt vời nhất đến với cuộc đời của mình. Ngày đau thương nhất cũng chính là ngày khởi đầu cho hành trình hạnh phúc nhất trong cuộc đời của bạn. Rồi, podcast ngày hôm nay xin phép được tạm dừng tại đây. Nếu như các bạn thích nội dung mình chia sẻ về luật phân cực ngày hôm nay thì các bạn có thể bình luận xuống phía dưới để cho mình được biết. Rất có thể mình sẽ tiếp tục ra phần 3 về việc ứng dụng luật phân cực trong cuộc sống như thế nào để có thể làm thay đổi cuộc sống của bạn. Điều cuối cùng, đừng quên ấn nút đăng ký kênh bởi vì mình sẽ còn quay trở lại với rất nhiều những nội dung khác tiếp theo. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.